Đây, buổi sáng này xin chào tất cả anh em nhé. Đây, sáng nay tôi lại dựng dáng cho một cái cây cho mòi trâu anh em. Mấy cái này thì tôi đào là trong rẫy thì bà con họ chặt rất là ngắn này, nó sát mặt đất này anh em. Về ươm trồng thì tôi trồng nó ngập hết. Giờ tôi nhổ lên xem để cái chiều nào mà nó mình dựng lên nó có một cái dáng cây đấy thì sẽ định hình nó luôn anh em ạ. Trước tiên là phải nhổ lên để đặt vào cái thùng xốp khác. Tôi giờ cũng chả nhớ dáng nó kiểu gì này. Mầm lên rất tốt. Mấy ngày nay nó cứ mưa luôn phun, mình đưa cây lên thì nó rất là dễ anh em ạ. Đưa xong rồi nó mưa nữa. Ok. Giờ tắt máy tôi nhổ lên xong rồi đưa vào chậu kia rồi quay anh em xem sau nhé. Đây, tôi quyết định dựng cái chiều như này anh em ạ. Chiều này thì những cái cành thì thấp đây này, tạo thành rễ thì bỏ hết đi. Với cả bỏ hết những cái rễ cao đi anh em ạ. Những cái rễ này buộc phải bỏ đi. Hit.